Alô, 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 alô. Nói tiếng Anh thế này đã đủ chuẩn chưa? Chào mừng các bạn đã đến với bài đầu tiên trong series Làm thế nào để nói tiếng Anh chuẩn của mình. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ bài vỡ lòng khi học tiếng Anh ở trường ngày xưa. A, B, E, C, D, H, G, F, U, C, K, này, F, U, với cả C, K này. Theo quan điểm của mình thì việc học bài hát này là một trong những điều không cần thiết nhất trong quá trình học tiếng Anh của các bạn. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên nếu bạn là người Việt Nam thì bạn đã biết hầu hết mặt chữ và thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh do sự giống nhau tới 96% giữa hai bảng chữ cái của hai ngôn ngữ này. Thứ hai, khi thầy cô dạy bạn bài hát này thì họ chỉ chú trọng hầu hết vào việc nhớ chữ thay vì việc phát âm từng chữ cái một cách chuẩn nhất. Trong khi đây lại là một việc cực kỳ quan trọng bởi mọi từ của mỗi một ngôn ngữ đều được xây dựng bằng việc kết hợp các chữ cái với nhau. Trước khi chỉ cho các bạn cách phát âm từ chữ cái thì chúng ta hãy quay lại với khái niệm thế nào là tiếng Anh chuẩn. Thế nào là chuẩn? Nói được thì thôi chứ sao ông cứ phải cầu cà cầu kỳ nhỉ? Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia nói tiếng Anh, bao nhiêu thể loại giọng, ông định nghĩa thế nào là chuẩn? Cũng đúng, rõ ràng là trên thế giới có rất là nhiều quốc gia nói tiếng Anh và mỗi nơi có một giọng vùng miền đặc trưng riêng. Can you tell me what you're talking about? 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 Mình không biết các bạn định nghĩa thế nào là chuẩn, nhưng với mình thì chuẩn đó là các giọng phổ biến trên các kênh truyền hình, truyền thông và giải trí. Cụ thể ở đây là tiếng Anh và tiếng Anh Mỹ. Nói nhỏ thôi chứ thực ra tại chúng nó giàu nên giọng chúng nó tự nhiên chuẩn thôi. Và cũng từ quan điểm này thì mình định nghĩa trong series này thì giọng chuẩn đó là giọng Mỹ. Không phải là bởi vì mình thấy nó hay hơn các giọng khác, mà đơn giản bởi vì đó là giọng mà mình có thể nói tốt nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích các yếu tố của một giọng chuẩn. Theo quan điểm của mình thì có 3 thành phần cấu tạo nên một giọng chuẩn. Đó là phát âm, ngữ điệu và cách diễn đạt, sắp xếp theo thứ tự khó dần. Phát âm tưởng chừng là một việc rất khó đối với nhiều người, nhưng thực ra là chỉ là một bước cơ bản trong việc xây dựng một giọng chuẩn. Vì vậy hãy bắt đầu từ thành phần dễ nhất này. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Đó, 15 giây vừa rồi là tất cả thời gian bạn cần để có thể phát âm chuẩn bảng chữ cái tiếng Anh. Bạn có thể thấy cách phát âm của mình khác với những gì các bạn học được ở trường. Nhưng quan trọng không phải là việc các bạn nhận ra được sự khác biệt hay không, mà là nguyên nhân của sự khác biệt đó. Và một khi bạn hiểu được nguyên nhân của sự khác biệt giữa cấu trúc âm tiếng Việt và âm tiếng Anh, đó là lúc các bạn có thể hoàn toàn thoải mái chuyển từ cách phát âm tiếng Việt sang cách phát âm của người bản xứ. Những điều này sẽ được phân tích một cách khoa học và chi tiết trong video tiếp theo xoay quanh việc phát âm. Nhiệm vụ của các bạn sau video này là bắt chước một cách giống nhất có thể cách mình phát âm bằng chữ cái như trên và xem mình chém gió trong phần demo sau đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. I first started learning English when I was 8 years old, but I did not take practicing seriously until my 8th grade. My inspiration came when I first bought a DVD of my then favorite boy band, the Backstreet Boys. That DVD featured a short interview with AJ, which somehow triggered my dream of speaking English like a native speaker. For months afterwards, I tried to replicate exactly what AJ said during that interview. And it was a huge moment for me when I realized that I started to sound close to the way he spoke. Since then, I average around 2 hours of speaking English every day, whether it's reading text out loud, singing, or rapping. The key to a strong command of spoken English, in my opinion, is to practice, practice, and practice.